Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đã đến với chương trình Chuyện Lập kể về ma một nén nhang. Và với câu chuyện ngày hôm nay, Lập sẽ không bàn luận hay nói gì trước về chủ đề của câu chuyện. Vì nếu như nói rõ ngay từ đầu, không khéo câu chuyện của chúng ta sẽ không còn tính bất ngờ nữa. Và trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay, Quỳnh Lập xin gửi lời cảm ơn đến dòng đá phong thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc chạm vô cùng độc đáo đã luôn đồng hành với chương trình. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người đến với câu chuyện Thà Mà. Một chiếc taxi vừa ghé trạm đổ xăng cũ kỹ và vắng vẻ. Bây giờ là 10 giờ đêm, xung quanh đây cũng đã tối đèn. Người tài xế bước ra ngoài để làm việc với nhân viên đổ xăng. Bên trong xe thì có bà Nguyên và đứa con gái nhỏ 8 tuổi của bà đang ngồi. Con bé tên là Nhi. Đó là đứa con gái đầu lòng nên được bà Nguyên rất yêu thương chiều chuộng. Vừa ôm chặt con búp bê không buông, bé Nhi vừa nhõng nhẽo đòi uống trà sữa. Đang dỗ về đứa con gái của mình, bà Nguyên thoáng thấy ở ngoài xe phía xa xa có ai đó đang cầm cái bong bóng bay hình Doraemon. Ngẩng mặt lên nhìn kỹ thì bà nhận ra không có ai ngoài đó cả. Chỉ có một cái bong bóng đang bị yếu khí heli ở bên trong cứ lơ lửng và là đà trên mặt đất. Mà cái bong bóng bay này nó lạ lắm. Nó đang đứng yên ở đó, mặt con Doraemon hướng về chỗ khác. Rồi tự nhiên nó chậm chậm xoay mặt về phía của bà Nguyên. Thấy hiện tượng hơi kỳ lạ, bà Nguyên rùng mình kèm một chút lo sợ, nên bà không muốn nhìn cái bong bóng đó nữa. Anh tài xế vẫn còn làm việc với người đổ xăng ở bên ngoài. Số lít xăng đang chảy lên từng chút một. Bà Nguyên có một chút sốt ruột, rồi lại nhìn về phía cái bong bóng Doraemon kia. Bà Nguyên giật mình khi thấy cái bong bóng đang ở gần hơn vị trí lúc nãy. Rồi từ từ, nó bay lại gần chiếc taxi. Cảm giác như có ai đó đang cầm cái bong bóng đi quanh cái xe và chồm người vào nhìn hai mẹ con qua ô cửa. Hơi bất an, bà Nguyên liền kiểm tra lại cửa xem nó có được khóa chắc chắn chưa. Cái mặt con Doraemon vốn rất dễ thương, nhưng nó cứ áp sát cái mặt vào cửa kính, khiến nó trông thật ma quái, đáng sợ. Đang cố gắng nhắm mắt lại để bình tâm. Tiếng đóng cửa xe của tài xế khiến bà Nguyên như hồn lìa khỏi xác. Xăng đã được đổ đầy bình và chuyến xe về nhà của bà Nguyên được tiếp tục. Trên đường về, không hiểu lý do vì sao, cứ chạy xe một lúc là bà Nguyên lại thấy cái bong bóng bay hình Doraemon cứ lơ lửng ở vệ đường. Sợ mình nhìn nhầm nên bà Nguyên nhờ anh tài xế để ý thử. Anh tài xế cười nói, trời, chắc là chị nhìn nhầm thiệt rồi đó. Nãy giờ tôi có thấy cái bong bóng bay nào đâu. Nghe nói vậy, bà Nguyên liền tỏ thái độ, thôi nha, anh đừng có giỡn mặt với tôi nha. Anh mà làm khách hàng sợ là tôi gọi lên hãng taxi đó là người ta xử lý anh đó. Anh tài xế cố gắng xoa dịu tâm lý của bà Nguyên, vì rõ ràng anh ta đang nói sự thật, chứ không có ý muốn hù dọa bà. Có lẽ là bà yếu bóng vía nên đã thấy cái gì đó bậy bạ trên cung đường vừa chạy qua. Anh ngậm ngùi và cũng không muốn chia sẻ gì thêm. Nhưng bà Nguyên vẫn còn rất tò mò hỏi tới. Bà muốn biết cung đường này đã xảy ra chuyện gì. Anh tài xế chia sẻ, ngay cung đường đó có cái huông, rất thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Anh nói chỗ đó xác người bị đắp chiếu còn nhiều hơn là trồng cây cỏ nữa, nên nếu để ý thì cung đường này chẳng có hàng quán nào dám bày bán. Ai mà bán trên đường này là tối toàn gặp ma tới mua không mà, chứ người đâu mà tới mua. Nói tới đây, bà Nguyên run sợ ớn hồn. Thấy khách đang sợ nên anh tài xế lảng qua chuyện khác. Anh khen con gái nhỏ của bà dễ thương, nhưng anh đâu có biết con bé đang cầm cái viết bút bi vẽ bậy đầy mặt sau của cái ghế. Nhưng mà bà Nguyên không có một chút ngăn cản đứa con gái của mình.
con bao nhiêu tuổi rồi? Anh tài xế hỏi một cách nhỏ nhẹ. Nhưng con bé không chịu trả lời. Không biết nó bị gì, tự nhiên nó gào lên một cách hỗn sược, rồi ném cây viết về phía cái vô lăng, khiến anh tài xế giật mình loạng choạng. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Con có biết là con làm gì nguy hiểm lắm không? Ngay lập tức, bà Nguyên bên giật đứa con gái của mình. Ủa sao anh la con tôi? Nó con nít mà, nó có biết cái gì đâu. Anh tài xế cũng không kiềm chế nổi. Ủa chị, nó không biết gì là nó có quyền ném đồ lung tung trong xe hả chị? Lỡ tôi lạc tay lái rồi sao? Bà Nguyên vẫn cứ tỏ vẻ thượng đẳng. Chuyện đó là chuyện của anh, tài xế là phải lái xe cho vững chứ, sao mà đổ thừa con nít được. Anh mà lạc tay lái, hai mẹ con tôi mà có chuyện gì á, anh nuôi mẹ con tôi cả đời. Vì tính chất công việc nên anh tài xế không muốn đôi co với vị khách vô lý này. Và trên đoạn đường về nhà, anh tài xế phải nghe những lời chửi bới, xúc phạm của bà Nguyên. Nè, con phải cố gắng học giỏi nghe chưa, con mà không học á, lớn lên đi lái xe cho người ta như cái chú này đó. Cảm thấy vô cùng bị thiếu tôn trọng, nhưng anh tài xế không thể làm được gì, chỉ biết nuốt sự ấm ức vào trong để hoàn thành cuốc xe. Đã về đến nhà, tiếng đóng cửa xe không chút nương tay của bà Nguyên vang dội cả màn đêm tĩnh lặng. Đứa nhỏ vẫn ôm chặt con búp bê không rời. Bà Nguyên tỏ thái độ và có hành động như đang che chở đứa con gái, kiểu như là sợ anh tài xế làm gì đó con bả. Hai mẹ con dắt díu nhau đi qua những con đường nhỏ vào nhà. Tay thì quải túi sách, tay kia thì nắm tay của bé Nhi, chân thì mang đôi guốc rộng thênh thang như thể đó không phải là đôi guốc của bà. Bước đi một cách lòng còng, bà lê từng bước nhỏ trên con đường gần tới nhà. Và hai mẹ con có đi ngang qua một cái quầy nước nho nhỏ của dì Hai. Cái quầy này được dì Hai dựng lên để bán quà bánh cũng như là nước giải khát cho cư dân khu đó. Dì Hai đang dọn dẹp đóng cửa. Nhỏ con gái xách con búp bê lên, tưởng tượng với con búp bê đang bay trên không trung, nhắm mắt nhắm mũi, chạy đụng cái kệ gỗ có mấy chai nước ngọt. Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó. Cái kệ ngã xuống và tất cả các chai nước thủy tinh đều bể nát. Dì Hai chưa kịp phản ứng thì đã thấy bà Nguyên đã ôm đứa con gái lên và sồn sồn lớn tiếng trách ngược lại dì Hai. Ủa buôn bán cái kiểu gì kỳ cục vậy? Dọn gọn gọn vô đi, để giữa đường chút xíu rồi đè chết con tôi thấy chưa? Rõ ràng là con gái của bà chạy xong vô quán của người ta, chứ có ai để cái gì giữa đường đâu. Dì Hai đã già yếu nên không thể nào cãi lại cái lý sự cuồn của bà Nguyên. Nó là con nít mà, có biết gì đâu. Dì Hai nhìn hai mẹ con đắc thắng thủng thỉnh đi vào nhà, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cũng hên chỉ là mấy chai nước ngọt thủy tinh rỗng, nên dì Hai cũng không muốn đôi co nhiều làm gì. Nhớ có mấy lần bà Nguyên cũng ngồi ở đây uống nước, rồi để đứa con gái đi chọc phá khách khứa mà bà không hề có chút la rầy. Khi mà đụng chuyện hư cái này bể cái kia là bà Nguyên lại nói: nó con nít mà, có biết cái gì đâu, người lớn hơn tôi với nít làm gì. Rõ ràng bà Nguyên luôn lấy lý do con gái của bà là con nít để có thể chối bỏ hết tất cả trách nhiệm mà con bà gây ra. Đã về tới nhà, căn nhà ẩm thấp âm u của bà Nguyên đã được mở sáng đèn. Nhà của bà là một căn hộ trong khu chung cư cũ, vị trí nằm sát mặt đất luôn, chứ không cần phải lên lầu như những căn khác. Trong nhà có rất nhiều đồ linh ta linh tinh được rải ở khắp nơi. Giữa nhà có một cái kệ tủ giống như vậy, và ở trên đó trang trí rất nhiều đồ không liên quan tới nhau, trông rất lung tung và không thẩm mỹ. Trên tường có những bức tranh gia đình, và vì một vài lý do nào đó mà bà không còn sống chung với chồng của mình nữa. Bé Nhi ôm con búp bê đi ngang một cái tủ chứa rất nhiều đồ chơi và gấu bông. Có thể thấy bà Nguyên này rất chiều con gái của mình nên con bé mới có nhiều đồ chơi như vậy. Cũng tắm rửa, chăm lo cho con gái rất đàng hoàng, tử tế, đâu ra đó. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hai mẹ con leo lên giường ngủ. Cái giường lò xo mà đứa con nít nào thấy cũng sẽ leo lên nhún nhảy ở trên đó. Và đương nhiên bé Nhi cũng không ngoại lệ, phải nhún nhảy mấy cái rồi mới chịu đi ngủ. Búp bê được kẹp giữa hai mẹ con và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hình như có tiếng động gì đó, cái tiếng lò xo đang dao động. Bà Nguyên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng đó, nhưng vì đã đang trong cơn ngủ nên bà cũng không buồn thức dậy để kiểm tra. Rồi tự nhiên cái giường ngủ đó lung lay dập lên dập xuống từng cơn một, như là có ai đó đang nhún nhảy ở trên cái giường thật sự.
Trong cơn say ngủ, bà Nguyên càm ràm: "Ai trời ơi, cái gì vậy con? Nửa đêm mà ngủ đi, đừng có nhảy nữa." Vì bà nghĩ bé Nhi đang không chịu ngủ mà nhún nhảy như vậy. Cái giường bị nhún mạnh bạo hơn khiến bà Nguyên xém té lọt xuống đất. Lúc này bà mới lờm cờm tỉnh dậy trong cơn điên máu: "Sao mà con lì quá vậy?" Bà lớn tiếng la mắng, cũng khiến cho bé Nhi giật mình tỉnh dậy luôn. Lúc này bà Nguyên mới biết là nãy giờ con gái của bà cũng ngủ, chứ nó không có nhún nhảy ở trên giường nệm. Vậy ai đã nhún nhảy trên giường nệm của bà? Hay là bà đang nằm mơ? Mà giấc mơ gì mà cảm giác vô cùng chân thật vậy? Nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, cũng không thể nào ngủ lại được nữa, nên hai mẹ con thức luôn để chuẩn bị cho bé Nhi đi học. Và chắc chắn con bé không quên ôm theo con búp bê. Và cả ngày hôm đó, không hiểu lý do tại sao mà bà Nguyên cứ thấy hầm hầm nóng nực ở trong người, cảm giác bất an, bồn chồn, khó chịu. Bà không thể nào tập trung trong công việc quản lý giám sát trong khu công nghiệp Mai Mặt mà bà đang làm. Đáng lẽ ra bà phải tập trung để có thể đi kiểm tra khảo sát công nhân, nhưng hôm nay bà lại bị lo ra mất tập trung. Có thể là do linh cảm của một người mẹ. Vì bây giờ đây, bà nhận được một cuộc điện thoại từ nhà trường là bé Nhi đang bị sốt cao. Lật đật chạy lên trường để xem tình hình thế nào. Con bé nó sốt mê man dẫn đến mê sản. Nó cứ nhắm mắt lại quằn quại như đang vật lộn với ai đó. Sau khi thuốc men nghỉ ngơi đầy đủ thì con bé mới tỉnh táo lại bình thường. Tuy còn hơi mệt nhưng vẫn còn đủ sức để về nhà. Trời đã chiều, hai mẹ con đi ngang quầy nước của dì Hai gần nhà. Thấy mặt của con bé Nhi này xanh xao, tái nhợt, dì Hai cũng lo lắng hỏi thăm. Đáp trả lại một cách xã giao, bà Nguyên ôm con gái của mình chạy nhanh về nhà. Dì Hai dõi theo, thấy có cái gì đó là lạ. Nhưng vì bà Nguyên này khó chịu quá nên cũng không dám hỏi thăm tới nữa. Tắm rửa cho con gái, bà Nguyên phát hiện trên người của con có một vài vết bầm và có cả dấu răng cắn ở vai. Bà Nguyên điên lên gọi cho cô chủ nhiệm để mắng vốn. Chắc chắn đã có vụ bạo lực học đường xảy ra ở nhà trường nên con bà mới bị như vậy. Cô giáo chủ nhiệm cho hay là trong trường hoàn toàn không xảy ra bất kỳ vụ bạo lực học đường nào cả. Nhưng có một điều lạ là bé Nhi rất cáu gắt với bạn bè. Bà Nguyên một mực không tin và đòi kiến nghị lên hiệu trưởng của nhà trường. Nhà trường cũng trích xuất camera lại cho bà xem. Và bà thấy con gái của mình có cái gì đó là lạ. Cả giờ ra chơi, bé Nhi chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi một chỗ ôm con búp bê. Khi bạn bè tới bắt chuyện thì con bé gắt gỏng và đòi đánh cả bạn. Nhận thấy phần sai thuộc về mình, bà Nguyên cũng chẳng xin lỗi vì tự ái và kết thúc câu chuyện một cách ngang xương. Vậy từ đâu mà ra những vết bầm và vết cắn này? Suy nghĩ một lúc, bà Nguyên tức tốc đi qua từng nhà hàng xóm, những nhà có con nít nhỏ hay chơi chung với bé Nhi. Bà mắng vốn, bà chửi đông đỏng, mặc dù chưa biết chính xác ai là người đã gây ra những thương tích này cho con bé. Bà vô thẳng từng nhà, ngay lúc gia đình của người ta đang ăn cơm, chửi xa xả ra những lời lẽ khiến ai cũng ngỡ ngàng khó chịu. Mấy anh chị làm cha làm mẹ mà không biết dạy con. Trời ơi, con của mấy anh chị đó đi đánh con tôi nè, nó cắn con tôi nè. Dạy con kiểu đó lớn lên nó chỉ làm vu côn trộm cướp đầu đường xó chợ chứ làm cái gì. Mấy đứa nhỏ hàng xóm khóc òa lên vì bị đổ oan. Những người lớn làm cha làm mẹ cũng rất khó xử vì bản thân họ cũng không dám chắc sự tình như thế nào. Cả xóm rối ren hết trơn. Sau khi đi một vòng chửi đã cái nư, bà Nguyên thủng thỉnh quay trở về. Đứng từ xa ở ngoài nhìn vào nhà, bà thấy bé Nhi đang ngồi dưới đất nhìn ngó lên trên như đang nói chuyện với ai đó. Trời nắng chang chang, chá là con mắt nên bà không thể nào thấy rõ. Bà nheo con mắt của mình đến gần hơn để nhìn rõ hơn. Từ từ bà thấy có một cái bóng đen cao nhồng, ốm nhách, trong bộ dạng không như là con người. Nó khòm lưng xuống như đang nói chuyện với đứa con gái của bà. Giật mình bà hét lớn và té về sau. Bé Nhi thấy bà té rồi chạy ra với bà: Con đang nói chuyện với ai vậy? Hả? Con đang nói chuyện với ai? Đang nói chuyện với ai? Bà Nguyên cầm hai vai của con bé, vừa lay vừa hỏi dồn dập khiến con bé ngác ngơ lạ lùng. Mà sao con bé nó không trả lời? Mặt của nó cứ ngơ ngơ ra, không biết cái gì cả. Bà Nguyên lấy lại bình tĩnh, xông thẳng vào nhà kiểm tra xem trong đó có ai. Chỉ thật ra không thấy ai hết. Đồ đạc linh tinh cứ bừa bộn khắp nhà, giống như là có ai đó vừa quậy phá bên trong vậy.
nào là nón may, giày dép, túi xách, gấu bông, búp bê, chén, ly, dĩa, ôi đủ thứ trên đời. Thôi rồi, bà nghĩ là bà đi nắng quá nên nãy giờ bà say sẩm chóng mặt qua mắt, vội lấy mấy viên thuốc uống cho đỡ đau đầu. Dọn dẹp lại nhà cửa xong, bà quay qua nạt liền bé Nhi: sao mà con quậy dữ vậy hả? Thế mẹ dọn dẹp mệt không? Bà đánh vô tay của bé Nhi khiến cho nó òa khóc, vừa mệt vừa giận nhưng cũng vừa thương. Đánh xong rồi lại ôm con vào lòng. Tiếng khóc ré của bé Nhi xé tan một buổi chiều yên ắng. Trời dần tối, bà Quyên đang rửa chén sau khi ăn bữa cơm. Nhỏ con gái cứ chạy giỡn ở quanh nhà, tiếng chân chạy bình bịch nghe rõ mồn một ở phía sau lưng. Mà nếu nghe kỹ, nó không phải là tiếng chân của một người, mà là hai ba người. Giống như là cả một nhóm đang chơi rượt đuổi trong nhà vậy. Bà Quyên cũng rất thường xuyên nghe tiếng bước chân ở trong nhà. Chính bản thân bà cũng không hiểu lý do vì sao. Bà tự nghĩ chắc là nhà ở trên hay là hai nhà bên cạnh đi đứng mạnh chân quá nên bà mới nghe thấy. Rồi có tiếng kéo bàn, kéo ghế cứ liên tục kéo nửa đêm, mà dần dần bà cũng thấy quen thuộc và xem nó là chuyện bình thường. Một cái chén bị ném xém trúng cái chân của bà. Bà ngoái lại nhìn thì thấy bé Nhi đang ngồi trên giường. Bà cọc càng lớn tiếng: cái gì vậy Nhi, sao chọi mẹ? Bé Nhi nó méo máu lắc đầu, tay nó chỉ về phía cái xào đồ. Tại đó có treo một cái áo khoác thân dài, ở trên có treo thêm một cái nón may. Bà Quyên vẫn còn trong cơn bực tức: Chị cái gì hả? Sao bữa nay con dám chọi mẹ? Con quậy quá rồi đó nha Nhi. Bà bỏ đống chén dĩa đang rửa dang dở, cầm cái chổi và đánh tới tấp vào mông và lưng của bé Nhi, khiến nó khóc tức tưởi như muốn chết đi sống lại. Phạt cho con bé đứng khoanh tay quay mặt vào trong góc tường tối tăm không mở đèn. Bà nằm trên giường đắp mặt nạ, cằn nhằn răng dậy: ra đường thì muốn cái gì cũng được, ở nhà là phải ngoan. Con mà lì ở nhà là bị đòn rồi bị phạt. Phạt vậy có sợ chưa? Bé Nhi im lặng không trả lời. Con bé có cái gì đó ấm ức lắm. Thấy con gái của mình không chịu nhận lỗi, bà Nguyên mặc kệ. Khi nào nó chịu nhận lỗi thì bà mới chịu tha cho nó. Bà nằm ở trên giường xem tivi, liêm diêm một lúc ngủ khi nào không hay biết. Trong cơn mê man, bà thấy bé Nhi leo lên giường để ngủ chung với mình. Nó trùm mền lại, bà nhựa nhựa đai nghiến: biết sợ rồi hả? Mai mốt con mà quậy nữa là bị nhốt đứng ở ngoài đường luôn đó, chứ không phải đứng ở trong nhà vậy đâu. Vẫn không thấy con gái của mình trả lời trả vốn. Bà từ từ hé mắt ra nhìn, nhưng hướng nhìn hiện tại của bà là cái góc tối đang không mở đèn. Và đáng sợ hơn, bà thấy bé Nhi vẫn còn đứng ở đó quay mặt vô tường. Ủa vậy lúc nãy ai mới leo lên giường và chùm mền nằm cạnh bà? Bà giật mình tung cái mền ra, té xuống đất. Rõ ràng là không có ai cả, mà sao lúc nãy là có cảm giác có người leo lên giường y như thật vậy? Rạch! Bé Nhi té nằm xuống đất nghe rõ đau. Vì con bé đã bị đứng phạt quá lâu nên nó đã bị té vì kiệt sức buồn ngủ. Cú té khiến cho cái đầu nó đập xuống đất u một cục rất lớn, mà nó mệt đến độ không thể nào khóc nổi nữa. Thấy mình phạt con gái hơi nặng tay nên bà Nguyên cảm thấy có lỗi, thoa muối lên cục u trên đầu, dỗ về và đưa con gái về giường cho nó ngủ. Hai mẹ con ôm nhau một cách ấm áp và ngủ một cách ngon lành. Trời về khuya, bà Nguyên đang trong tư thế ôm con gái ngủ, bà lại nghe tiếng lục đục, rồi tiếng bước chân. Rồi bà từ từ hé mắt ra nhìn. Bà giật mình đứng trồng khi thấy trong góc tối không đèn đó vẫn là bé Nhi đang đứng, cứ quay mặt vô tường y như lúc nãy. Vậy là bà đang ôm ai? Bà nhìn lại thì vẫn là bé Nhi, con gái của bà. Rồi bà liếc lên nhìn về cái phía góc tối đó thì vẫn là bé Nhi đứng ở đó. Người bà ướt đẫm mồ hôi nhưng không thể nào động đậy được. Chắc chắn bà đang bị bóng đè. Ánh mắt của bà dán chặt về phía bé Nhi đang đứng trong góc tối. Nó xám xịt dị thường. Rồi từ từ hình hài của bé Nhi hòa vào trong góc tối. Lúc này bà Nguyên mới nhận ra, nguyên cái góc tối thui đó là một cái bóng vừa cao vừa ốm. Nó có một cái đầu tóc dài và đội cái nón rộng vành. Người của bà cứng đơ, mồ hôi cứ đầm đìa ướt hết nguyên cái niệm
mặc dù tay chân rất lạnh. Bà Nguyên nhắm mắt lại và lầm bầm niệm Phật. Bà cảm giác rất chân thật, hình như cái mệnh của bà đang từ từ được kéo ra một cách chậm rãi, và dần nguyên cái mệnh được kéo rớt xuống đất. Cố gắng hết sức mình nhưng không thể nào động đậy được. Ngay lúc gồng mình đó, bà Nguyên thấy cái chân của mình lạnh ngắt. Mọi người biết lý do tại sao không? Là bởi vì có nguyên bàn tay trắng nhách đang nắm vô cái chân của bà. Bàn tay đó bị đè lên khiến cho bà Nguyên bị giật bẻ ở chân. Đến lúc cực điểm, đau quá bà gào lên. Và cũng nhờ vậy bà mới thoát khỏi cái khoảnh khắc ma quái đó. Dù rất mệt nhưng bà cũng cố đi mở hết đèn ở trong nhà. Đứa con gái cũng lờ mờ tỉnh dậy. Trời sáng rồi hả mẹ? Bà Nguyên không nói không rằng, người run như cầy sấy. Hai bàn tay của bà lạnh ngắt ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ sáng. Vậy là bà cũng thức luôn, chứ không thể nào ngủ thêm một miếng nào nữa. Gần tới giờ đi học của bé Nhi, nhưng dường như con bé không thể nào đi học được. Nó bị đau nhức ở phần lưng. Bà Nguyên giặt áo ra kiểm tra thì thấy những vết đánh của bà tối hôm qua nó bị lở loét tét thịt ra, trông rất đáng sợ. Bà vô cùng thắc mắc là bởi vì trước đây mỗi lần bà đánh con cũng chỉ là một vài vết hằn đỏ lên lưng một hai ngày là hết, chứ đâu thể nào mà mạnh tay đến mức mà tét hết thịt cả ra như là có ai đó đang dùng lưỡi lam rạch lên trên đó vậy. Vết đánh tét ra tạo thành vết thương hở, máu rỉ ra và chảy cả nước vàng. Các vết thương chằng chịch cắt xéo lẫn nhau, nhìn mà cảm thấy rát hết cả người. Thật tội nghiệp cho con bé. Bà Nguyên liền cho con nghỉ học, tự mua băng bông thuốc đỏ và vệ sinh băng bó cho con bé. Vì nếu như đưa tới bệnh viện, bà sợ người ta truy tố bà tội danh bạo hành trẻ em. Bé Nhi cứ khóc ré vì đau nhức trong quá trình băng bó. Bà Nguyên phải dỗ dành hết mực để con bé không thể khóc thêm một tiếng nào nữa. Hàng xóm mà để ý lại chuốc thêm rắc rối. Đúng là lo cái gì, chuyện đó nó lại tới. Vừa nhìn ra cửa là thấy dì Hai đã đứng ở đó ngó vào. Bà có vẻ e dè, lấp ló. Sao nhỏ Nhi nó khóc dữ vậy? Bà Nguyên lúng túng. Nó mới té, nó đau quá nên nó khóc á. Dì Hai có một chút nghi ngờ. Phải nó té không? Trời ơi, té gì mà khóc dữ vậy? Bà Nguyên bắt đầu cáo gắt. Nó té chứ cái gì? Bà nhiều chuyện quá, nó đi ra khỏi nhà tôi đi. Tuy bị đuổi thẳng nhưng dì Hai vẫn cố gắng nán lại. Ôi, tôi không có nghĩ là nó té đâu nha. Nó bị người ta đánh đó. Nghe tới đây, bà Nguyên bị nhột ngay lập tức, cứ vòng vo chối cãi. Dì Hai nói tiếp. Nó bị đánh, nhưng mà bị người âm đánh. Với câu nói này, bà Nguyên tự nhiên đứng hình. Bị người âm đánh làm sao? Dì Hai từ từ bước vào nhà chia sẻ thật tình. Dì Hai có thể thấy được ma. Hôm qua lúc bé Nhi đi học về là dì Hai đã thấy nguyên một cái bóng đen trùm lên người con bé, khiến thần sắc của con bé tối thui mờ mịt. Dì Hai nói tiếp. Nó không phải là lần đầu tiên mà dì Hai đã thấy bé Nhi này bị giông theo lâu lắm rồi. Mà sao giờ này bà mới nói? Tự nhiên bà Nguyên gắt gỏng không kiểm soát được thái độ. Và đó cũng là lý do tại sao mà dì Hai không dám nói khi mà lần đầu tiên thấy ma đi theo bé Nhi. Tại vì tính khí của bà Nguyên này trịch thượng vô lý quá, khó ai mà có thể góp ý hay xen vào chuyện gia đình của bà. Nhưng từ hôm qua tới giờ, cảm thấy cái bóng càng ngày càng to lớn nặng nề, bé Nhi càng ngày bị hành hạ, nên dì Hai mới bấm bụng nói luôn. Mà cũng mừng là bà Nguyên cũng tin chuyện này. Vì đêm qua bà đã có một đêm ngủ đầy ám ảnh bởi những thế lực siêu nhiên nào đó mà bà không thể nào hiểu rõ được. Bà Nguyên cho dì Hai coi vết thương của bé Nhi. Dì Hai nói, cái lưng của con bé này là đã bị ai đó có móng tay dài sắc nhọn cào đến bật máu. Nghe sợ quá, bà Nguyên hỏi bây giờ phải làm sao. Dì Hai nói, giờ phải tìm nguyên nhân lý do tại sao mà bé Nhi bị giông theo nặng như vậy. Chỉ sợ là người ta ghét bà rồi chơi bùa ngã trù ếm hai mẹ con của bà Nguyên thôi. Mà nói về vấn đề nghi ngờ ai đó chơi bùa ngải bà Nguyên thì cũng có khả năng xảy ra. Tại vì cái nết của bà này đi đâu cũng kiếm chuyện cự lộn với người này người kia, luôn lấy lý do con gái của bà còn nhỏ không biết cái gì đã lấp liếm mấy cái sai quấy của mình. Vậy thì ai mà ác dữ vậy,
chơi bùa ngải mà hành hạ con bé Nhi te tua lên bờ xuống ruộng. Dì hai nó đi cũng phải nói lại, chỉ vì mấy lý do cự cãi linh tinh mà dẫn tới bị chơi bùa ngải cũng không đúng. Vì để dẫn tới chơi bùa ngải là phải thù hằn gì đó ghê gớm lắm. Với lại chơi bùa ngải tốn rất là nhiều tiền và phải trả nhiều cái giá đắt, chứ không phải đơn giản muốn chơi là chơi, có thể lược bỏ khả năng bị chơi bùa ngải đó. Dì hai hỏi tiếp bà Nguyên có hay làm gì mạo phạm hay nói năng xúc phạm đến người âm hay không. Nhớ kỹ lại thì hoàn toàn không. Vì thật ra bà Nguyên rất sợ ma, nên bà ấy dù có ăn nói bổ bả cỡ nào cũng không dám động tới người khuất mặt khuất mày, nên dông theo vì bà xúc phạm người âm cũng không phải là lý do chính đáng. Ngồi suy nghĩ một lúc, xào đồ đổ ầm lên người của bà Nguyên. Lúc này dì hai chợt nhớ ra và hỏi, bà có hay tha đồ đưng tin về nhà không? Nghe câu hỏi đó, mặt bà Nguyên tái lại như không còn một miếng máu. Bởi vì sao? Bà Nguyên là một người chuyên gia ăn cắp giặt và mang đồ về nhà. Mấy đồ đạc linh ta linh tinh, không có cái nào liên quan đến cái nào nằm khắp ở trong nhà là do bà toàn ăn cắp giặt mang về. Kiểu tiện tay ăn cắp như một thói quen, chứ hoàn toàn không phải ăn cắp là do nghèo đói. Và bà Nguyên cũng đã xác nhận là bà có tha đồ linh tinh về nhà. Chạm vào cái nón mây, tự nhiên dì hai nổi da gà rần rần cả người, thoát hết mồ hôi lạnh. Dì hai căng thẳng, cái nón này bà lấy ở đâu ra? Bà Nguyên lính quýnh, tôi lấy ở trong đám ma. Nghe câu trả lời này, bà dì hai bàng hoàng luôn. Trời ơi, sao bà lấy ở trong đám ma? Bà Nguyên kể lại cách đây không lâu, có một đám ma đi ngang qua, trong nhóm người nhà đang khóc than bối rối, có làm rớt một cái nón mây xuống đất. Bà thấy cái nón đẹp quá nên liền lượm chiếm làm của riêng mà không hề quan tâm chủ nhân của cái nón là ai. Như vậy là dì hai đã hiểu, cái nón này có thể là cái nón của người đã chết, hay thậm chí là kỷ vật của họ, mà người chết họ hay ký gửi linh hồn của mình vào những kỷ vật để người sống giữ lại làm kỷ niệm. Và bà Nguyên lượm kỷ vật đó thì chẳng khác nào tha hồn ma về nhà của mình. Dì hai nói, bây giờ bà phải mang cái nón này đi trả cho người ta đi. Mà ngặt nổi, chính bản thân bà Nguyên còn không biết cái đám ma đi ngang đó ai đã chết, không có bất kỳ một thông tin nào để có thể tìm kiếm luôn. Giờ sao đây? Dì hai nói còn một cách là để cái nón này ở ngoài ngã tư, hoặc là gửi vào đền, chùa, miếu nào đó. Nói chung là không tìm được chính chủ để trả thì còn một cách là để tạm bợ ở đó thôi. Nhưng kết quả thế nào thì dì hai không dám chắc, chứ sợ vong hồn đó không chịu đi, vì họ đã ngủ trong cái nhà này lâu quá rồi. Dì hai nói tiếp, thôi thì bây giờ bà hỏi người ta đi, xem họ là ai, ở đâu, rồi tìm đến tận nhà mà trả. Dì hai chỉ cho một cách kết nối với người âm, nhưng chỉ có bà Nguyên mới có thể làm được thôi. Đó là tối nay bà Nguyên phải đội cái nón mây đó để ngủ. Muốn kết nối với người âm theo kỷ vật thì cứ lấy hết kỷ vật của người đó để trên đầu giường mà ngủ. Tối đó sẽ được nằm mơ thấy họ và có thể nói chuyện được với họ. Và đêm cũng đã tới, bé Nhi được gửi ở nhà dì hai, sợ ở trong nhà này nó sẽ bị thêm gì nữa. Bây giờ trái tim cứ đập mạnh muốn rớt ra ngoài, cảm giác lo lắng, hoang mang, hồi hộp đến nỗi không thể nào thở được. Nhưng bà Nguyên cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn đội cái nón lên đầu rồi nằm đắp mền đi ngủ. Nhưng có điều bất ngờ là ngoài việc đội cái nón ra, bà còn để rất nhiều thứ trên đầu giường, nào là gấu bông, nào là quần áo, đôi guốc, giày, dép, nón bảo hiểm, dây chuyền, vòng lắc, mắt kính, ôi đủ thứ trên đời. Điều này chứng tỏ rằng bà Nguyên đang cắp giặt hoặc lượm lặt rất nhiều đồ ở ngoài về. Lo sợ những thứ này có dông theo nên bà đều để trên đầu giường để giải quyết luôn một thể. Nằm xuống giường nệm với rất nhiều đồ xung quanh, bà Nguyên nhắm nghiền mắt lại. Từng hơi thở của bà cứ kéo dài trong màn đêm tĩnh lặng vì hồi hộp. Thật sự không tài nào ngủ được, và bà vốn cũng đã biết khó mà có thể ngủ được trong lúc tinh thần đang hỗn loạn như vậy. Bà chuẩn bị 3 viên thuốc ngủ, ực một cái và chỉ nằm chờ cho thuốc ngủ phát huy tác dụng. Không hiểu lý do gì sao, bà không cảm thấy buồn ngủ mà đầu óc cứ quay cuồng choáng váng. Mắt bà cứ mờ dần, không thể nào nhìn rõ được. Trong cơn mơ màng đó, bà nhắm mắt lại, dụi mắt cho bớt kèm nhèm, mở mắt ra
bà thấy quá trời người đứng ở dưới giường luôn. Nó chăm chăm nhìn bà đang nằm, tim của bà như co thắt lại. Trời ơi, ma, chỉ có thể là ma thôi. Vì ai đấy đều ốm o gầy mòn xám xịt, mắt thì hốc sâu, da dẻ tái nhợt. Đứng ở giữa là một bà già tóc dài, đội cái nón mây, cái tai bà dài gần chạm đất, móng tay cũng dài và vô cùng sắc nhọn. Hình như là bà già này đã thành quỷ rồi, nên mới có hình hài kinh dị tới mức độ như vậy. Bà lấy hết can đảm để hỏi. Miệng của bà cứ cứng đờ, cố gắng rặn từng chữ theo kiểu như vậy. Tôi xin lỗi, tôi ăn cắp đồ của là lỗi của tôi, mong mọi người tha lỗi. Nhà mọi người ở đâu tôi nguyện trở về tận nhà. Nói dứt câu, đầu óc của bà quay cuồng bởi rất nhiều tiếng nói. Nó cứ xì xào xì xà xì xầm với một tần số vô cùng khó chịu. Cảm giác của bà như bị nhiều người đè ghì xuống ngay vị trí cổ họng, không thể nào thở, không thể nào la và không thể nào làm bất cứ điều gì. Xung quanh bà dần tối lại và rồi trời cũng đã sáng. Bà tỉnh dậy với rất nhiều món kỷ vật đang nằm đè lên bà. Bây giờ trong đầu của bà Nguyên cứ văng vẳng từng lời nói của những cái vong. Đó là những thông tin và địa chỉ. Có những kỷ vật có vong ký gửi vào đó thì khiến bà tới tận nhà để trả lại. Có những món đồ đạc bà lượm ở ngoài đường có dông giảng lai nhập vào thì khiến bà đưa vào đền chùa để tu. Và mấy ngày trời trôi qua, bà Nguyên như bị hành xác, không ăn uống được gì, cứ như một bà điên. Cứ đi khắp chốn để trả lại những món đồ mà bà ăn cắp. Đầu tóc thì cứ rối đanh lên, không tắm rửa gì cả. Và sau khi giải quyết hết tất cả những món đồ không thuộc về mình thì bà mới dần tỉnh táo lại. Một ngày mới đã đến, bé Nhi đã khỏe hơn và đang chơi nhún nhảy ở trên giường. Bà Nguyên đang cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc vui vẻ này của đứa con gái. Bất ngờ, tự nhiên bé Nhi trượt chân, lộn nhào xuống đất và gãy cánh tay. Đưa con gái đi băng bó, bà Nguyên lại một lần nữa lo sợ liệu có hồn ma nào đang ngủ tại nhà của bà nữa hay không. Cho dì Hai xem lại thước phim con bé Nhi đang nhún nhảy ở trên giường. Ngay lúc bé Nhi té, bà Nguyên và dì Hai bàng hoàng khi phát hiện có một đứa con nít trắng nhách nắm chân của bé Nhi giật lôi xuống khiến cho bé Nhi té lộn cổ xuống đất. Dòng Nhi, vẫn còn một dòng Nhi ở trong nhà. Bà Nguyên và chị Hai lục tung căn nhà lên, vẫn không tìm được món đồ gì khác lạ. Theo trực giác của người mẹ, bà Nguyên liền hỏi bé Nhi, cô có giấu cái gì ở trong nhà không? Hả? Cô có giấu cái gì ở trong nhà không? Con bé Nhi im lặng không trả lời, nhưng ánh mắt của nó cứ rưng rưng khác lạ. Bà Nguyên phải lớn tiếng hỏi thì bé Nhi mới mếu máo nói, nó có giấu con búp bê ở dưới gầm giường. Dở Nguyên cái giường lên thì đúng y như rằng Nguyên con búp bê nằm ở dưới đó. Bà Nguyên nhớ lại, con búp bê này được để trong một chiếc taxi mà hai mẹ con đã từng đi, ngay tình tiết mà Lập kể ở đầu câu chuyện. Và do bé Nhi quá thích con búp bê này đi ôm chơi rồi, bà cũng lén cho con gái ăn cắp luôn con búp bê của người ta. Và tối hôm đó, bà Nguyên lại dùng cách cũ để búp bê ở đầu nằm nhờ hồn ma chỉ đường. Và trong giấc mơ, bà thấy một bé gái đứng ở ngã ba đường gần cây xăng. Một tay ôm con búp bê, tay kia thì cầm cái bong bóng hình Doraemon rất quen thuộc. Rầm! Nguyên một cái xe tải tông thẳng vào con bé khiến bà giật mình tỉnh dậy. Có thể thấy, con bé này là con gái của người lái taxi. Do thương nhớ con gái của mình nên anh đã để kỷ vật của con bé là con búp bê ở trên xe để tạo cảm giác luôn được ở bên cạnh con gái xấu số của anh. Vậy mà mẹ con bà Nguyên vì quen thói ăn cắp, tự ý lấy đồ của người ta nên mới tự rước họa vào thân như vậy. Và rồi cũng không biết địa chỉ ở đâu mà trả. Có thể là do con búp bê này được để trên xe, mà xe thì chạy ta bà khắp chốn, đâu có chỗ nào chính xác mà để tìm tới để trả. Mấy ngày liên tiếp sau đó, bà Nguyên cứ sức bất sang bang đi dò hỏi mấy ông taxi chạy quanh khu vực gần đây. Bé Nhi thì bệnh lên bệnh xuống, xúc cân nhìn xanh xao gầy gò đến đáng lo. Chồng cũ quay trở về thăm hai mẹ con bà, thấy con gái không được chăm sóc đàng hoàng tử tế nên người chồng đã giành lại quyền nuôi nấng bé Nhi. Còn bà Nguyên từ dạo đó
thì cứ bị Hành ôm con búp bê đi lang thang để tìm nơi trả. Cuộc sống khổ cực trăm bề. Và một nén nhang cũng đã hết nãy giờ. Với câu chuyện này, Lập Sinh có một cái kết mở. Nếu bà Nguyên còn đủ phúc và đủ duyên thì sẽ tìm được người tài xế taxi để trao trả con búp bê, thì quả mai bà mới thoát được kiếp nạn tâm linh này. Và chủ đề của chúng ta hôm nay đó chính là: có một quy luật vô cùng căn bản trên cuộc đời này. Cái nào là của mình thì nó sẽ là của mình. Cái nào không phải là của mình thì cho dù mình có trộm cắp, tranh giành hay tìm mọi cách để chiếm đoạt thì cuối cùng nó vẫn không thuộc về mình. Kể cả những vật nhỏ nhất, linh ta linh tinh nhất. Vì những món đồ này quá nhỏ nhặt nên không có bất kỳ một hình phạt nào đủ để răn đe. Chính vì vậy, tất cả hãy để luật tâm linh quyết định. Và đó chính là câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Và rất cảm ơn dòng đá phong thủy Hiệu Tinh Lâm, với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc chao vô cùng độc đáo, đã luôn đồng hành với chương trình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sống ở đời mỗi người mỗi của, cớ sao lại trộm của làm riêng. Dù cho đất đá vàng tiền, cổ công gìn giữ cũng liền xa thôi.